đòn và đi qua chùa. Hỏi Nam học vệ sinh không? Cả nước cũng không, Nam ơi. Qua đèn là tới. Nhắc chừng cái để quên, Quên gì? Xả nước cũng thăng. Giờ quay đằng sau không, giờ quay trước mặt. Ủa, à, đây nè, cả nhà mình giờ tới đây rồi nha, đi qua chùa. Qua chưa? Nam ơi. À, cả nhà mình qua đường nha. À, đó, cả nhà qua đường có đẹp không? Đó, cái này là xuống à. Rồi. Ai đi xả nước của thân đi thẳng ngay cái công viên này bên tay trái, có một cái nhà bên tay trái là nhà vệ sinh nha. Đó, trời ơi cái mồ hồ rồi có đẹp ghê không? Nam ơi, đây đây là gì? Hoàng cung đây cái hồ, cái hồ giống như Việt Nam mình ngày trước cái gì vậy? Không, cái này á, đó nhà mình dễ hiểu là Hoàng cung ngày xưa á, là nó không có mấy đường lớn như này đâu. À, đây là Yeah.
đó, hướng dẫn viên là người người Nam nha, qua bên Bộ là người Nam, hướng dẫn viên ở Củ Chi nha. Dạ chào, à, chào cả nhà mình nha, cả nhà dạ. Mới mốt mà có qua bên Nhật đó là kiếm hướng dẫn viên của người Nam nha, nha. Dạ. Người Nam là dân Củ Chi đó, động phương dạ. Nha, hết rừng hồng đó, nhập vệ sinh bên kia luôn ạ. Đây cái công viên này á, chỗ này là mình lên cỏ được nha, nhưng mà cái cây màu vàng này còn đẹp nữa. Rồi đi lên đây luôn, đi thẳng lên nhà vệ sinh được luôn. Chỗ này đi lên cỏ được nha cả nhà mình, đi lên cỏ được. Này là không cho chạy, không cho để xe đạp ra nữa. Đi đâu bây giờ, đi thẳng cái đầu đó. Đây tòa nhà ngay đây luôn. Đẹp ghê. Đó là bên này á, trước cửa công viên Hoàng Cung nó có khoảng 2.000 cây thông. Mà cái công viên bên kia là cây thông đẹp hơn, nhưng mà đỏ này còn. Dạ. Cái bãi cỏ bên kia là mình không vô được nha, bãi cỏ này mình vô được, nhưng mà từ khi mà qua đường bên kia là bãi cỏ bên kia mình không vô được. Nó đỏ này nổi khoảng cây to này mà nó còn đẹp lắm. Ừ, cây đó đỏ khủng. Cái kia nó đỏ mà còn đẹp, cây màu vàng nó cũng còn đẹp. Cây vàng một cái đỏ khủng ha. Có cây màu vàng trong còn lá. Rồi mọi người có ai á, ai có đi vệ sinh thì đi nha. Dạ. Còn ai không đi thì đi qua đây chụp hình. Ủa con cái ở đây chú nghĩ sao nó có mấy xe kia gì, xe cứu hộ hay gì? Dạ. Cái xe này nó chở sắt rồi cho công trình đó, mà bây giờ bệnh công trình này lại hậu phê được. Rồi, chứ có cái cây vàng này, cây vàng đẹp quá. Rồi. Có cây lá vàng. Chị đi ra chỗ trước đi ra, em quay chị cái coi, người đẹp. Rồi không, để đôi cổ vô đi, chạy con chạy lại chứ để rồi. Đợi đó cũng đông nha. Thích quá. Cô bước lên cái bậc này luôn đi. Đó, đúng đó, rồi. Người quay. Rồi, đúng rồi. Đó, người chụp hình, người quay phim nha. Hai, cô Điền Dĩnh. Đây, con chụp một tấm chân dung trước nha. Hai, rồi, để một nay một tấm này là lấy hết cái cây luôn nè. Lấy hết cái cây luôn. Rồi, hai. Nè nè, chụp giùm con tấm cây. Chụp. Nè. Chụp giùm. Rồi nha, hai. Lấy hết cây. Dạ đây cái tòa nhà này nè con. Đừng có lấy dớ nha không? Dạ, hai. Mặc đâu rồi mang rồi. Rồi, cảm ơn nhiều. Anh cho. Dạ. Đi đi. Dạ đúng rồi, toilet ở cái tòa nhà này, đi thẳng lên luôn. Rồi cái của chủ á, dắt lên trên đó Nam. Dạ. Này của mình chưa có ai tới đây hết.